Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi là Nguyễn Hải Hưng, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ngành nuôi tôm. Hiện tại Hưng đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và Hưng đang phụ trách quản lý cửa hàng Khánh Hòa, Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Và trong video ngày hôm nay thì Hưng rất là vui và Hưng có đến thăm ao của anh Đạt ngụ tại Tân Hưng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng để mà xem cái tình hình phát triển của cái bầy tôm của anh ra sao. Thì thưa anh chị và các bạn, đây là cái ao tôm của anh Đạt, gồm có hai ao nuôi với diện tích là khoảng 600 mét vuông. Và trong cái quá trình nuôi tôm, thời điểm tôm 25-30 ngày thì tôm nó có bị sự cố bị gan, thì cái bầy tôm này nó bị gan, nó bị mờ gan mà vàng gan và chống ruột. Và anh Đạt đã có sử dụng rất là nhiều cái dòng kháng sinh để mà tạt cũng như là hỗ trợ cho tôm ăn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả nó mang lại cũng chưa có cao. Và anh hàng xóm là anh Chiên này có giới thiệu anh Đạt biết đến OBS và Hưng có cái cơ hội được giúp đỡ hỗ trợ anh Đạt, thì Hưng có hỗ trợ anh xử lý bằng những cái sản phẩm như là Heba Hub. Hưng hỗ trợ anh là bằng cách là bỏ ăn, không cho tôm ăn, rồi xử lý bằng sản phẩm Romix EDTA đánh vào lúc buổi sáng 8 giờ. Buổi trưa thì đánh beta glucan C là một gói cho cái ao là khoảng 600 mét khối. Và buổi chiều thì tạt một can Heba Hub cho cái ao này. Và ngày hôm sau thì tôm đã không rớt nữa. Và chỉ rớt còn khoảng chừng 1-200 gram thôi. Và anh đã tin dùng được những cái sản phẩm của công ty OBS. Và nuôi về tới cái size ngày hôm nay là khoảng chừng 50 con, là 85 ngày. Và trong cái mùa nghịch vừa qua thì để mà nuôi về cái size tôm này thì là một cái điều cũng rất là đáng quý. Cho nên là ngày hôm nay Hưng xin phép dẫn anh chị và các bạn cùng đi xem tôm nha anh chị. Đây là cái bầy tôm của anh Đạt ngày hôm nay 85 ngày và về size khoảng 50 con. Gan ruột thì cũng rất là đẹp, tôm rất là mạnh, sạch bóng, đường ruột rất là thẳng và đường ruột rất là bự. Vâng, rất là tuyệt vời nha anh chị và các bạn. Và bây giờ Hưng sẽ dẫn anh chị và các bạn qua cái ao bên kia. Vâng, tôm bên đây cũng rất là tuyệt vời nha anh chị. Hai ao tôm như nhau, rất là sạch, bóng, gan ruột đẹp, tôm rất là mạnh. Thì đối với cái bầy tôm này, trong cái quá trình mà nuôi 25-30 ngày nó bị sự cố và nó rớt một ngày tới 25-30 kg một ngày, rớt 2 ngày liên tục như vậy, thì anh Đạt đã tính thu tôm, tính bỏ tôm ở cái thời điểm đó. Nhưng mà sau đó thì Hưng có cái cơ hội được hỗ trợ anh Đạt và anh Đạt xử lý, thì cái bầy tôm này ngày hôm nay được về từ cái size khoảng 50 con như vậy thì là một cái điều rất là đáng quý. Và tất cả anh chị và các bạn nếu muốn có nhu cầu được hỗ trợ, được giúp đỡ thì Hưng hoàn toàn có thể hỗ trợ miễn phí tất cả anh chị và các bạn thông qua số điện thoại là của Hưng là 0975825292 để Hưng có cái cơ hội được hỗ trợ anh chị và các bạn nhiều hơn và nuôi tôm thành công hơn. Và xin kính chúc cho tất cả anh chị và các bạn có một mùa vụ nuôi tôm thật là thành công, cũng như là có một sức khỏe luôn luôn dồi dào và tràn đầy hạnh phúc. Hưng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Hưng xin cảm ơn. Và ở đây là cái khu vực thuốc của anh sau khi xử lý đấy, có hơ thai, chúng ta có thể dễ dàng thấy những cái sản phẩm như là hơ thai, Heba Hub, khoáng có cannabis nữa nha anh chị và các bạn, Acylobac, Toplin,
iOS 90 bờ hớp thay rất là tuyệt vời, nhân tiểu các bạn. Và xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn.